Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay là tiếp tục đến shop của Thủy để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số khôi mai không quý vị. Để đẹp tại cành đẹp luôn. Giá thì mình thấy chỉ có vài trăm một cây thôi quý vị ơi. Chắc cũng dễ chơi quá nè. Chào Thủy. Rồi, em chào anh Tấn, em chào cô chú anh chị trên toàn quốc yêu mến mai vàng ha. Em tên Thủy, em ở Long Hòa, Hòa Định, Chợ Gạo, Tiền Giang ạ. Hôm nay em có về số lô mai dảo Thủ Đức á, giao lưu cùng cả nhà mình ha. Hình thức bên em là bao sóng 2 tháng bao ship toàn quốc luôn ạ. Số điện thoại của em nằm trên tiêu đề cũng là số Zalo của em luôn ha. Không để cô chú mình chờ lâu, em vào mã số 1 luôn. Rồi, mã số 1 đây quý vị ơi. Rồi, mã số 1 chiều cao là 97. Rồi, cái hoành luôn. Rồi, hoành em nó là gần 27 rồi, em tính 26 luôn cả nhà. Rồi, đế nè. Đẹp luôn. Rồi, cây này nó nứt nách hết trơn, là hàng tương lai luôn ha. Đây, nách nó đây. Rồi, đế luôn ha quý vị. Củ nở. Đế cũng còn bự không nè. Rồi, mã số 1 em giao lưu là 1 triệu 2 ha. Rồi, 1 triệu 2. Rồi, rồi cây em qua cây mã số 2. Số 2. Cây số 2 là cây mè xù nha cả nhà. Chiều cao em nó là 88. Rồi, hoành em nó là 26 rưỡi luôn. Rồi, 26 rưỡi, có cái củ nở bự quá. Cái củ 40... 44 luôn. Rồi, củ nở 44. Đế sổ nôm luôn ha. Tay cành đều, đế sổ công lực. Rồi, mình vô cái độ xù nó mình quay từ trên xuống dưới đi ha. Đây. Ở trên thì nó nhẹ hơn ha. Ở dưới nè, cả nhà. Dưới nè. Đó. Đục cục 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 chạy cũng bự hết cục, rồi cục ha. Luôn ha. Dài dưới đây cũng vậy như vậy. Rồi, mã số 2 này em giao lưu là 1 triệu 7 ha cả nhà. Xuống đế nghe quý vị nha. Để chạy đều ha. 1 triệu 7 được 1 triệu 7. Rồi, 1 triệu 7 cho mã số 2. Rồi, rồi em qua mã số 3. Rồi, số 3 đây. Rồi, cao em nó là 689. Rồi. Hoành là 20. Rồi, đây, để đây cả nhà. Để rất ok đều. Ha. Bàn đều luôn. Để đây quý vị. Rồi, giao lưu như đây thôi. Rồi, mã số 3 này em giao lưu chỉ có 400 ha. Rồi, 400. 400 em bao ship luôn. Đều luôn. Rồi, em qua mã số 4. Rồi, số 4 đây. Rồi, cao là 1 mét. Rồi, hoành em nó là 24 đi. Rồi. 54 có hơn, tính 24 ha. 24 hoành. Rồi, một em dáng siêu phong. Tay cành to lực luôn ha. Đế cũng lực luôn nè cả nhà. Đây, cụ đế đây. Rồi, mã số 4 này em giao lưu chỉ có 500 ha. Rồi, xuống cây luôn, 500. Rồi, cây số 5. Một em cũng dáng siêu siêu luôn. Cao là 79. Rồi, hoành em nó là 20 có dư luôn. Rồi. Đế cũ luôn nè cả nhà. Tay cành lực luôn ha. Rồi, cụ đế nè quý vị. Cụ đế khá to ha. Rễ cám cũng nhiều luôn. Rồi, giao lưu như thế. Rồi, mã số 5 này em giao lưu chỉ có 450. Rồi, 450. Rồi, xuống rồi, cây số 6. Số 6 đây quý vị. Rồi, cao là 82. Hoành em đó là 21. Rồi, đổ sổ em này đổ sổ của nó là 26 luôn. Đây, để này cả nhà. Để đây quý vị ơi, cộng bự sổ dài dài ha. Rồi, mã số 6 này em cũng giao lưu chỉ có 450 luôn. Rồi, 450.000. Rồi, rồi cây số 7. Số 7 đây. Cao là 82. Hoành em nó là 23. Rồi, 23 hoành. Dáng siêu phong luôn nè cả nhà. Cành đều rang ha. Để trải bàn đều bốn mặt luôn ha. Đây, để em nói đây. Rồi, mã số 7 em giao lưu chỉ có 400 ha. Rồi, 23 hoành luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, cây số 8. Cao là 84. Rồi, hoành em đó là 21. Rồi. Đế cũ luôn nè cả nhà. Đa số là có cũ ha. Tay cành đều, cũ đế đây. Cây nào tay cành cũng to lực hết cả nhà ơi. Rồi, mã số 8 em giao lưu 400. Rồi, xuống cây luôn, 400.000. Rồi, cây số 9. 9 đây quý vị. Cao là 58.
Rồi hoành em nó là 21 rưỡi. Rồi tay cành đều luôn. Để đây quý vị. Rồi mã số 9 em giao lưu chỉ có 380 ngàn. Rồi 380. Rồi xuống cây rồi, luôn. Rồi cây số 10. Một em gọng lắc rất là đẹp ha. Cây bonsai. Bonsai lắc gọng. Rồi cao là 37. Hoành là 23. Rồi. Đây. Đầu lắc nó nhìn dễ thương lắm nè cả nhà. Cây bonsai cái gì. Rồi mã số 10 này em giao lưu 500. Rồi 500. Rồi qua cây, rồi, qua cây 11. 11 đây là cái gì. Cây này hơi bé ha. Cao là 76. Hoành em nó là 15 rưỡi. Rồi xây xây luôn đây. Đây cũng khá đế quá nè quý vị. Nó nhỏ mà cái bộ đế cực kỳ đẹp ha. Rồi giao lưu như đây thầy. Rồi mã 11 em giao lưu chỉ có 250 ha. 250 quý vị. Dạ yêu thương quá nè. Rồi cây 12. 12 chiều cao là 97. Rồi em nó là gần 24 hoành nè cả nhà. À, cộng đế lực ha. À, cộng đế to lực sẽ nôm luôn ha. Sổ nôm nha. Tay cành lực luôn nè cả nhà ơi. Đế nào nó bằng bắp tay mình luôn vậy. Khi bự hơn. À. Đế sổ dài cộng lực. Rồi, rồi mã 12 này em giao lưu chỉ 600 ha. 600 quý vị. 600 bao phí ship về nhà cho mình luôn ha. Rồi cây 13. 13 tay cành đều luôn. Cao là 60. 20 gần 22 hoành nè cả nhà. Rồi, đây cành đều đế cũng đều nè quý vị. Ê, đế ha. Đế rất là đẹp luôn. Nồm xuống đều, tay cành cũng ok quá nè. Rồi, mã số 13 này em giao lưu 450. Rồi, 450. Rồi, qua cây 14. 14 quý vị. 14 đế cũng đặt hết trơn. Rồi, cao là 78. Ủa 73. Rồi, em này 26 hoành ha cả nhà. Rồi hoành 26 có củ nở đế bắp cái gì à, củ nở đế bắp ha, để xòe đều luôn. Nhìn rồi mã 14 này em cũng giao lưu chỉ có 650 luôn ha. Rồi 650 26 hoành khá to ha, đẹp luôn. Rồi cây 15. Rồi mã số 15 quý vị. Cao là 59. Hoành 21. Rồi 21 hoành. Có cụ đế luôn nè. Cụ luôn. À, cái dáng nó hơi lắc lắc ha. Nó cũng có duyên tài cành điệu luôn. Đây. Rồi mã 15 này em giao lưu là 450 ngàn. Rồi 450 ngàn. Rồi em qua mã 16. Tất cả các cây báo giá trên list là bao sống và bao ship cho quý vị mình toàn quốc nha quý vị. Rồi cao là 54. Quý vị có nhà ý chốt số lượng nhiều có giá sỉ luôn. Cực kỳ rẻ luôn. 22 hoành. Cao 54, 22 hoành nè cả nhà. Tay cành đều luôn. Để em nó đây. Rồi, rồi mã 16 này em giao lưu 500. Rồi 500. Rồi, rồi cây 17 luôn. 17 đây. Cao là 45. Hoành là 20. Rồi 20 hoành. 20 hoành. Siêu siêu tay cành bự chản. À. Chồm chồm ha. Rồi, dán nó chồm tới nè. Đế cộng cũng bự bự không ha. Rồi mã 17 này em giao lưu cũng là 400. Rồi 400. Rồi cây 18. Nhắn siêu siêu nữa nè. Tay cành đều luôn. Rồi cao là 82. Hoành là gần 29 luôn nè. Rồi hoành bự ha. Dạ 29 yếu siêu. Xíu siêu. Tay cành to lực ha. Vì, dốc đọt nhỏ cành luôn nè. Vì bé xè ra hai bên chơi hết ý cái này. Cái này nó bung tược là bích chịch luôn. Rồi củ đế quý vị ơi. Dốc đọt còn nhỏ xíu luôn. Rồi mã 18 em giao lưu là 900 ha. Dốc đọt nhỏ nè. 900 quý vị. Em này quý vị bé xè ra hai bên chơi hết ý cái này ha. Rồi em rồi. Vào cả 19. Cao là 83. Rồi 20 hoành luôn. Rồi sẽ xây luôn, hoành 20. Đây để đây. Để nó đây, để nó đây.
Rồi, cây này em giao lưu giá mềm cho cả nhà mình dễ chơi luôn, 270 ha. Rồi, 270 quý vị. Rồi, cây 20. Cao là 82. Rồi, 21 quanh. Rồi, quanh 21. Một em dán trực luôn. Đây, để đây, để bắp luôn. Ông nào nếu mà cầm tay, cầm tay không ha. Rồi, mã 20 này em giao lưu chỉ có 300 nè mấy anh chị ơi. Rồi, 300. Giờ xem ưng ý được cây nào cứ trực tiếp alo giùm em ha. Rồi, cây 21 luôn. Để coi lắc như cũng đẹp quá đây. Cao là 88. Này đâu quạnh đâu ta. Đó mình đi. Trên đây ha. Đó cái cổ. Đó trên cổ đó, đó mình là đúng rồi. Cái mình thì dưới đây tới 28 quạnh ha. Ủa 27 quạnh có dư ha. Đó, 27 quạnh có dư luôn. Tại trên nó dốc đọt ha. Đây quý vị, cái co cái mình nó y tế ha. Nó viên cây ha. Tay cạnh trên cũng ok quá. Khá là ok luôn ha. Rồi mã 21 này em giao lưu chỉ có 700 nha. Rồi 700 quý vị. Cây cũng y phương ha. Cây 22 ạ. Rồi 22 đây. Cao là 89. Hoành là 23. Rồi 23 hoành. Tay cạnh vậy là vừa chơi quá rồi nè. Cộng đế ra nè cả nhà. Rồi, quá sức cộng đế luôn ha. Cũ luôn. Rồi mã 22 này em giao lưu chỉ 600. Rồi 600. Rồi, rồi cây 23. Rồi 23 đây. Rồi cao là 71 ha. Cây này lúng mầm này rất là khỏe cây nha cả nhà. Rồi 17 quanh luôn. Rồi xe xoay luôn. Ờ bộ đế nè. Rồi cành đều. Quá sức. Quanh có mười mấy mà cộng đế nó cũng cỡ 10 luôn ạ. Quanh chỉ 17 mà cộng đế ok luôn ha. Rồi mã 23 này em giao lưu chỉ có 300. Rồi 300. Cây này rất là khỏe cây về mình trồng liền ok luôn cả nhà ơi. Tại cành đều nhìn vậy cũng đẹp mà không gì. Rồi qua cây mới luôn. Rồi cây 24. Chiều cao đó là 89. Rồi 22 hoành luôn. Rồi tay cành đều để ở dưới cũng ok quá đây quý vị. Để đây. Rồi giao lưu như thế. Rồi mã số 24 này em giao lưu chỉ có 400. Rồi 400. Bao phí vận chuyển về chính là cho mình luôn nha. Cây 25. Cây không còn nhiều tiền luôn. Rồi, cao là 52. Rồi quanh em nó là 21 đi. Rồi 22 xe xe tính luôn. 21 luôn. Tay cành bự quá ha. Tay cành to lực luôn. Dán nghiêng nghiêng nè. Cũng để luôn. Rồi mã 25 này em giao lưu chỉ có 380.000. Rồi 380. Rồi qua cây mới luôn. Rồi cây 26. Cao là 80. 27 quanh. Rồi tay cành đều rang luôn, hoành 27. Xuống đế luôn. Đế nè cả nhà. Đế bàn ha, bàn đều 24 giờ luôn. Rồi mã 26 này em giao lưu chỉ có 700. Rồi 700 quý vị. Hoành to giá nhỏ luôn. Rồi cây 27. Cao là 54. Hoành 22. Thôi tính 21 đi. Rồi. Đế nè. Tay cành đều ha. Cây này rễ cám nhiều ha. Rồi để dưới nhìn chung là bốn mặt có đủ hết trơn cái gì. Nhưng mà nó hơi nhỏ. Hai cộng hai bên cộng bự mấy cộng kia có là được rồi. Rồi mã 27 này em giao lưu 400. Rồi 400. Rồi em qua cây 28. Rồi 28. Cao là 95. Rồi hoành em nó là 27. Ủa 28 yếu xíu cả nhà ơi. Rồi 28 yếu ha. Tay cành đều luôn. Hoành bự nhưng quý vị cộng đế cũng bự luôn nè. Cộng đế to lực củ nở luôn. Rồi mã 28 này em giao lưu 650 ha. Rồi 650. Rồi qua cây mới nha quý vị. Rồi em qua cây 29 luôn ạ. Cao là 75. Rồi cái hoành. Hoành nó là 21. Đây, à. Cái gọng co lắc của nó rất là có duyên nè cả nhà. Đây, co lắc chủ yếu là đoạn dưới đây ha.
Mã 29 em giao lưu là 550 ha. Rồi, 550.000. Rồi, cây 30. Rồi, qua cây 30 luôn nè quý vị. Cao là 94. Rồi, 26 hoành luôn. Rồi, hoành 26, tay cành đều. Tay cành đều, lực luôn ha. Đế, đế cũng lực luôn nè cả nhà. À, đế cộng cũng lực luôn đây. Rồi, mã 30 này em giao lưu là 650. Rồi, 650 ha. Rồi, rồi em cây, cây 31 cũng là cây cuối clip của em luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi, cao em nói là 65. Rồi, 26 hoành yếu xíu ha. Rồi, tay cành bự bự luôn. Rồi, tay cành to lực lấy cũng lực luôn cả nhà ơi. Để nó đây. Rồi, mã 31 này em giao lưu là 700 ha. Rồi, 700. Rồi, cuối clip thì em cũng cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều thời gian qua đã ủng hộ giùm em ha. Rồi, mong cả nhà mình tiếp tục xem và ủng hộ giùm em. Rồi, chúc cô chú, anh chị mình được dồi dào sức khỏe ha. Rồi, em xin cảm ơn ạ. Rồi, hẹn gặp lại quý vị mình tiếp sau.